ông Nguyễn Hoàng Chương, cư ngụ tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ, có gửi thư cho thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân và đặt 65 câu hỏi như sau. Lá thư từ Mỹ. Thành phố San Jose, Cali, Mỹ, ngày 2 tháng 2 năm 2021. Kính gửi Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Chương, sinh năm 1970, 51 tuổi, cư ngụ tại thành phố San Jose, Cali, Mỹ. Hôm nay, tôi gửi thư này đến Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Trước, hỏi thăm sức khỏe tất cả anh chị em trong Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu, nhất là thăm sức khỏe của bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ kiêm trưởng Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Sau, xin nhờ Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu hỏi giùm tôi 65 câu hỏi với bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ kiêm trưởng Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin bác trả lời cho chúng tôi được rõ. Xin cảm ơn. Trước khi đi vào 65 câu hỏi, xin cho chúng tôi cảm ơn Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã cho ra mạng thiền tông.com phổ biến pháp môn Thiền Tông của Đức Phật là pháp môn có 102 ở thế giới này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn 1. Nhà nước Việt Nam đã cho xuất bản 11 quyển sách của bác soạn giả Nguyễn Nhân, trong đó có quyển thứ 8 có tựa đề là Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư Thiền Tông, Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam mà chúng tôi đã phối hợp với vị giáo sư tiến sĩ người Mỹ tên là David Rutt, trường đại học ở Hoa Kỳ, dịch ra tiếng Mỹ cho nhiều người biết. 2. Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cho công bố quyển sách số 10 là quyển Huyền ký của Đức Phật, bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, để nhân dân Việt Nam và thế giới biết được sự thật ở trái đất này. Chúng tôi trân trọng và vô cùng cảm ơn Nhà nước Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp theo, tôi xin đặt 65 câu hỏi với bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ kiêm trưởng Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu giúp tôi. Trân trọng cảm ơn. Lời trình bày của Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Trước, Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Chương và những vị ở Mỹ đã tham gia đặt câu hỏi với bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ kiêm trưởng Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Sau, Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi xin đọc 65 câu hỏi của ông Nguyễn Hoàng Chương và những vị ở Mỹ cùng đặt câu hỏi đến bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân. Được bác Nguyễn Nhân vui vẻ trả lời hết 65 câu hỏi, chúng tôi ghi âm và phổ biến trên mạng thiền tông.com theo luật tự do tín ngưỡng tôn giáo phát biểu v.v. của Quốc hội Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi xin đi vào. Câu hỏi thứ nhất của ông Nguyễn Hoàng Chương. Thưa bác, tam giáo đồng nguyên là gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Tam là ba, giáo là lời dạy, đồng là một gốc, nguyên là nguyên nhân. Nói tóm gọn, ba lời dạy đạo là do một người dạy, gọi là tam giáo đồng nguyên. Câu hỏi thứ hai, thưa bác, đạo thần người ta lập ra để làm gì? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đạo thần người ta lập ra để dạy con người có sức mạnh, để bảo vệ gia đình và tổ quốc. Giống như ở mọi quốc gia, có trường dạy quân sự, để người học này có sức mạnh, bảo vệ xóm làng và biên cương đất nước vậy. Câu hỏi thứ ba, thưa bác,
đạo thánh người ta lập ra để làm gì? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Đạo thánh người ta lập ra để dạy con người lương thiện, giống như ở mọi quốc gia có trường dạy lễ nghĩa vậy. Câu hỏi thứ tư: Thưa bác, đạo tiên người ta lập ra để làm gì? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Đạo tiên người ta lập ra để dạy con người sống nhàn hạ. Câu hỏi thứ năm: Còn đạo Phật người ta lập ra để làm gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Đạo Phật người ta lập ra để dạy con người thoát ra ngoài sinh tử luân hồi. Câu hỏi thứ sáu: Thưa bác, có thầy nói bác tu theo đạo của Ma Vương, vậy đạo Ma Vương là gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Đạo Ma Vương là đạo thờ vua ma, nhưng ngày nay không ai sử dụng danh từ này mà gọi là đạo vua thánh. Câu hỏi thứ bảy: Thưa bác, làm sao biết đạo vua thánh, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Muốn biết đạo vua thánh thì thấy nơi nào cúng cho vua thánh ăn, đó là đạo vua thánh đó. Chúng ta cũng nên biết tu theo đạo vua thánh là tu phước lớn, nếu cúng càng lớn thì phước càng nhiều. Câu hỏi thứ tám: Nơi thờ vua thánh phải như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Nơi thờ vua thánh thì phải trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ như sao xa, nhiều màu sắc. Câu hỏi thứ chín: Thưa bác, thầy tu đạo chân chính phải như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Thầy tu đạo chân chánh thì thầy tu phải như sau. Thầy tu để thành gì là thầy tự bỏ tiền ra lo ăn, lo uống cho thầy. Thầy không kêu gọi mọi người đóng góp cho thầy ăn uống. Thầy tu nào làm được như vậy là thầy tu chân chánh. Câu hỏi thứ 10: Căn bản đầu tiên của thầy tu là gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Căn bản thầy tu ban đầu là phải học giáo lý. Câu hỏi thứ 11: Thưa bác, nhà nước cho toàn dân được tự do tôn giáo, đạo giáo và tín ngưỡng, nhưng không ra thông tư hướng dẫn, thì nhà nước làm sao kiểm soát tôn giáo, đạo giáo và tín ngưỡng được, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Tuy nhà nước cho toàn dân được tự do tôn giáo, đạo giáo và tín ngưỡng, nhưng chưa ra thông tư hướng dẫn. Nhà nước chỉ cần có công văn nêu ba phần như sau thì không cần ra thông tư hướng dẫn làm gì. Một, tôn giáo tu gì thì phải có quyển giáo lý của tôn giáo đó nộp cho chính quyền địa phương, cam kết không tu sai tôn giáo là đủ. Hai, đạo giáo tu gì thì cũng phải nộp quyển giáo lý của đạo giáo đó, cam kết không tu sai đạo giáo là đủ. Ba, tín ngưỡng gì thì phải nộp quyển tiểu sử tín ngưỡng đó, cam kết không làm sai là đủ. Nhà nước chỉ cần có công văn như vậy thôi thì không cần thông tư hướng dẫn làm gì. Câu hỏi thứ 12: Thưa bác, cháu nghe trong đạo Phật có danh từ dân cúng, vậy dân cúng là dân cúng cái gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Trong đạo Phật có danh từ dân cúng. Danh từ này là của người Phật tử dâng cúng cơm cho Đức Phật khi Đức Phật đi khất thực, chứ ngoài ra không dâng cúng cho ai. Vì sao? Vì ở trái đất này không ai đủ tư cách nhận thức ăn cúng dường của người khác. Câu hỏi thứ 13: Thưa bác, có thầy hiện nay bảo người Phật tử dâng cúng tiền cho thầy xài, danh từ dân cúng này có đúng không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Ngày nay không thầy nào có đủ tư cách để người Phật tử cúng dường tiền cho thầy cả. Vì sao?
vì chỉ có Đức Phật mới có đủ tư cách này mà thôi. Câu hỏi thứ 14. Thưa bác, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, hiện nay không thầy nào biết, vậy các thầy tu cái gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, các thầy không thầy nào biết, các thầy tu cái gì thì cháu đi hỏi các thầy, chứ bác làm sao biết được. Câu hỏi thứ 15. Thưa bác, hiện nay các chùa nào cũng cúng, vậy cúng cho ai ăn, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: ở trái đất này loài ngạ quỷ mới ăn thức cúng, chùa nào cúng là cúng cho loài ngạ quỷ ăn. Câu hỏi thứ 16. Cúng cho loài ngạ quỷ ăn để làm gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: cúng cho loài ngạ quỷ ăn, người cúng có phước, đây là tu phước đó. Câu hỏi thứ 17. Thưa bác, hiện nay có chùa chuyên làm bùa bán, vậy làm bùa bán có được gì không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: thầy nào làm bùa bán chỉ bán cho người không có trí tuệ mua, chứ người văn minh không ai mua. Câu hỏi thứ 18. Có thầy làm phép để cho học sinh thi đậu, vậy học sinh nào mua phép có thi đậu được không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: học sinh thi đậu hay không là do năng lực học, chứ đâu phải nhờ phép mà thi đậu. Cháu nào mua phép để thi đậu thì cháu đó không có trí tuệ. Câu hỏi thứ 19. Thưa bác, bệnh COVID-19 đang hoành hành, hiện nay có nhiều nơi tổ chức cầu nguyện cho không còn con COVID-19 nữa, có đúng không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: bệnh COVID-19 là do con vi trùng ăn lá phổi của con người, chỉ có thuốc trừ nó, chứ cầu nguyện làm gì mà hết được. Người nào cầu nguyện là do họ kém hiểu biết về vi trùng học nên mới tổ chức cầu nguyện như vậy. Câu hỏi thứ 20. Muốn cho không bị bệnh COVID-19 thì phải làm sao, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: muốn cho không bị bệnh COVID-19 thì phải chích ngừa bệnh COVID-19. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Câu hỏi thứ 21. Thưa bác, hiện nay ở Việt Nam sao có quá nhiều đạo, vậy tu theo đạo nào là đúng nhất, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: hiện nay ở Việt Nam có quá nhiều đạo, vậy tu theo đạo nào là đúng nhất thì không thể nói được. Vì sao? Vì mỗi đạo tổ chức đi một đường, ai thích đi đường nào thì đi. Nhà nước cho tự do, ai muốn tu đi đâu thì đi, chứ không thể nói đạo nào là đúng nhất được. Ví dụ, ông A muốn tu để sau khi chết được làm thần, thì ông A tu theo đạo thần, thì làm sao nói ông A tu không đúng được. Bà B muốn tu để sau khi chết được làm tiên, thì bà B tu theo đạo tiên, nói bà B tu sai sao được. Chị C muốn sau khi chết được ăn thức cúng của loài người, thì chị C tu theo đạo cúng, thì làm sao nói chị C tu sai được. Anh D muốn sau khi chết không còn bị luân hồi nữa, thì anh D tu theo đạo giải thoát, làm sao nói anh D tu sai được. Nhà nước thì cho toàn dân được tự do tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng, ai muốn tu gì thì tu. Nhưng có một điều là nếu người tu muốn tu không sai thì tu theo đạo nào phải học cho thông quyển giáo lý của đạo đó thì tu mới không sai. Còn muốn chứng minh mình là người tu chân chánh, không lường gạt ai, thì mình tu theo đạo nào thì phải treo bảng hiệu thật rõ ràng pháp môn mình tu và thành quả ra sao của đạo đó, thì người này mới gọi là người tu chân chánh. Câu hỏi thứ 22. Thưa bác, còn quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam của bác khi nào xuất bản ra, thưa bác?
Bác Nguyễn Nhân trả lời: Khi nào 11 quyển sách của bác cho tái bản, thì quyển giáo lý đạo Phật của học vật lý Thiền Tông Việt Nam, bác sẽ xin xuất bản. Câu hỏi thứ 23. Có thầy chửi bác tu theo đạo tà, vậy đạo tà là đạo gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Đạo là con đường đi, tà tức ma, cũng gọi là loài ngạ quỷ hay cô hồn. Đạo tà là đường đi của loài ma, loài ngạ quỷ hay loài cô hồn, gọi là đạo tà. Câu hỏi thứ 24. Thưa bác, người tu theo đạo tà để được gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Người tu theo đạo tà là để có phước. Người tu theo đạo tà là tự mình bỏ tiền ra mua thức ăn, cúng cho tà ăn, là người cúng có phước. Câu hỏi thứ 25. Thưa bác, có thầy chửi bác là người tu theo đạo hoang tưởng, vậy đạo hoang tưởng là tu làm sao thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Đạo hoang tưởng là đạo tưởng tượng ra, làm những chuyện tầm bậy tầm bạ, gọi là đạo hoang tưởng. Câu hỏi thứ 26. Cháu thấy có thầy chửi bác bịa ra pháp môn Thiền Tông, có đúng như vậy không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Pháp môn Thiền Tông này là của Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo, giao cho bác xin phép chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho công bố ra, và đã được chính quyền cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho công bố ra. Có thầy nào chửi thì kệ các thầy ấy, bác không quan tâm. Câu hỏi thứ 27. Thưa bác, có thầy nói thời Đức Phật chưa có chữ viết nên không viết ra huyền ký được. Huyền ký này là của bác bịa ra. Thưa có đúng như vậy không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Thầy nào nói thời Đức Phật chưa có chữ viết là thầy ấy chưa nghiên cứu kỹ về chữ viết nên mới nói như vậy. Muốn biết chữ viết có từ lúc nào thì phải tìm hiểu như sau. Trái đất này cứ đúng chu kỳ 10.000 năm thì bị loài người văn minh hủy diệt các sự sống trên trái đất này gần hết. Chỉ còn lại một số ít loài đang sống ở hang núi, rừng sâu hoặc hải đảo thì còn sống sót mà thôi. Gọi là thời kỳ đồ đá, tức sử dụng vật dụng gì cũng bằng đá bén và đá nhọn. Thời kỳ đồ đá này kéo dài 3.000 năm. Qua năm thứ 3.001 thì có người tìm ra được quặng đồng, chế tạo ra được vật dụng sử dụng trong gia đình và binh khí để bảo vệ bộ lạc. Khi họ đào bới tìm quặng đồng thì họ tìm thấy những bảng đá có chữ viết. Họ mới tìm hiểu đây là chữ viết của loài người thời trước. Như vậy, chữ viết đã có từ khi loài người sống hết thời kỳ đồ đá. Thời kỳ đồ đồng thì bắt đầu từ năm 3.001 đến năm thứ 7.000. Năm thứ 7.002 thì một vị Phật ra đời để dạy đạo theo công thức nhân quả, khoa học và sự thật ở trái đất này. Tính ra khi vị Phật dạy đạo thì chữ viết đã có trước Đức Phật là 4.000 năm. Vị thầy này chưa học thông công thức này nên mới nói thời Đức Phật chưa có chữ viết là vậy. Bác cũng nói cho cháu rõ, trong các đạo có mặt ở Việt Nam thì đạo Phật có nhiều kinh sách nhất. Vì có chữ viết nên Đức Phật dạy đạo trong 49 năm viết ra rất nhiều kinh sách. Bác đưa ra cụ thể như sau. Như quyển Kinh Kim Cang mà chúng ta đang đọc hiện nay, tổng cộng là có 600 quyển. Các thầy dịch và cô đọng lại thành một quyển để cho chúng ta dễ đọc, dễ hiểu. Nhưng hiện nay không thầy nào dám đem Kinh Kim Cang ra áp dụng tu. Đã không dám đem Kinh Kim Cang ra áp dụng tu mà còn tuyên truyền rằng quyển Kinh Kim Cang này rất nóng. Người tu mà đọc quyển Kinh Kim Cang này
thì bị quyển kinh đốt chết, nên không ai dám đọc và tu theo quyển kinh Kim Cang này. Quyển kinh Kim Cang này Đức Phật dạy rõ cho người tu không còn mê tín, mà các thầy không đem quyển kinh Kim Cang ra áp dụng tu, thật là thiếu sót. Câu hỏi thứ 28. Thưa bác, kinh Kim Cang dạy xóa mê tín là xóa làm sao thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: trong kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy như sau: ai lấy sắc cầu ta, tức nhìn hình hay tượng của Đức Phật mà cầu xin Phật. Ai lấy âm thanh mà cầu ta, tức gõ mõ, tụng kinh hay gian giái cầu xin Đức Phật một điều gì, thì người này hành theo đạo tà. Đức Phật đã dạy quá rõ như vậy, mà chúng ta không đem kinh Kim Cang ra áp dụng. Chúng ta tu theo đạo Phật mà không chịu đem kinh Phật ra áp dụng, mà lại đem kinh khác ra học, thật là không đúng chút nào. Câu hỏi thứ 29. Thưa bác, kinh Kim Cang Đức Phật dạy xóa mê tín, vậy Đức Phật có dạy kinh nào cúng dường không, và cúng dường như thế nào thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: có, Đức Phật có dạy kinh cúng dường. Quyển kinh đó có tựa đề là Tứ Thập Nhị Chương. Đức Phật dạy rất rõ về cúng dường. Bác xin đọc một đoạn trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy cúng dường như sau: 1. Cúng dường 100 tăng không giữ giới không bằng cúng dường 1 vị tăng giữ giới. 2. Cúng dường 100 tăng giữ giới không bằng cúng dường 1 vị A-la-hán. 3. Cúng dường 100 vị A-la-hán không bằng cúng dường 1 vị Bích Chi Phật. 4. Cúng dường 100 vị Bích Chi Phật không bằng cúng dường 1 vị Phật. 5. Cúng dường 1000 vị Phật không bằng cúng dường 1 vị đạo nhân vô tu vô chứng. Bác sẽ giải thích để cháu và các vị đặt câu hỏi dễ hiểu. Vì sao Đức Phật lại dạy cúng dường 100 tăng giữ giới không bằng cúng dường 1 vị A-la-hán? Cúng dường 100 vị La-hán không bằng cúng dường 1 vị Bích Chi Phật. Cúng dường 100 vị Bích Chi Phật không bằng cúng dường 1 vị Phật. Cúng dường 1000 vị Phật không bằng cúng dường 1 vị đạo nhân vô tu vô chứng. Cháu và các vị có biết sao không? Vì các vị nêu trên, không vị nào giải tu giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi, kể cả Đức Phật. Còn vị đạo nhân vô tu vô chứng, vị này dạy công thức tu giải thoát thật rõ ràng, nên cúng dường cho vị này mới biết đường giải thoát. Như vậy là cúng dường cho vị đạo nhân vô tu vô chứng này hơn cả cúng dường Đức Phật là vậy. Hơn nữa, tuy Đức Phật là vị dạy công thức giải thoát, nhưng Đức Phật đâu có dạy trực tiếp cho chúng ta. Mà người nào dạy trực tiếp cho chúng ta thì chúng ta mới giải thoát được. Vì vậy, cúng dường cho Đức Phật không bằng là vậy. Hơn nữa, Đức Phật hiện nay đâu có ở trái đất này mà cúng dường cho Đức Phật. Câu hỏi thứ 30. Thưa bác, trong các quyển kinh, có kinh nào Đức Phật dạy tánh thấy bằng tánh Phật của mình không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy thấy bằng tánh Phật cho vua Ba Tư Nặc. Câu chuyện như sau. Khi Đức Phật cùng với vua Ba Tư Nặc ngồi trong nhà chờ thuyền đi qua sông Hằng, vua Ba Tư Nặc có hỏi Đức Phật như sau: thưa ông Cầu Đàm, làm sao trẫm biết được trẫm có cái chân thật? Đức Phật mới hỏi vua Ba Tư Nặc: này vua Ba Tư Nặc, năm nay vua được bao nhiêu tuổi? Vua Ba Tư Nặc trả lời: năm nay trẫm được 62 tuổi. Đức Phật hỏi: trước đây
vua có đi qua sông Hằng này không? Vua Ba Tư Nặc trả lời: Hồi 3 tuổi, trẫm được mẹ dẫn đi qua sông Hằng này. Đến đền thần Tỳ Bà Thiên, trẫm có nhìn thấy sông Hằng này. Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: Vậy năm nay vua đã 62 tuổi. Vua thấy nước sông Hằng này so với khi vua mới 3 tuổi. Nước sông Hằng có khác gì không? Vua Ba Tư Nặc đáp: Trẫm từ lúc mới 3 tuổi, nay trẫm đã 62 tuổi. Thấy nước sông Hằng cũng như nhau, không khác gì cả. Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: Như thân của vua lúc 3 tuổi, nay vua đã 62 tuổi, có khác không? Vua Ba Tư Nặc trả lời: Thân của trẫm lúc mới 3 tuổi, nay đã 62 tuổi, đã khác rất xa. Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: Hồi 3 tuổi, vua thấy dòng sông Hằng. Nay vua đã 62 tuổi, vua thấy dòng sông Hằng có khác không? Vua Ba Tư Nặc trả lời: Trẫm nhìn thấy dòng sông Hằng không khác. Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: Ở thế gian này, những gì có biến đổi là không thật, những gì không biến đổi là chân thật. Thân của vua có biến đổi là không thật, còn tánh thấy nước sông Hằng của vua không biến đổi là tánh thấy chân thật của vua đó. Vua Ba Tư Nặc nói với Đức Phật: Như vậy trẫm đã biết rồi, tánh thấy của trẫm không thay đổi, chính là tánh Phật của trẫm đó. Cảm ơn ông Cầu Đàm đã chỉ cho tánh Phật của trẫm cho trẫm biết. Câu hỏi thứ 31. Thưa bác, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy gì? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời: Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy cho mọi người ai ai cũng có tri kiến Phật. Người tu theo đạo Phật cốt yếu là nhận ra tri kiến Phật của chính mình. Phần nhận ra tri kiến Phật này, Đức Phật sử dụng diệu thuật bằng cách là tay Phật cầm cành hoa sen đưa lên cho mọi người xem. Người nào thấy cành hoa sen bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình thì trình Đức Phật biết. Trong số 1250 tỳ kheo, duy nhất chỉ có tỳ kheo Mahakajip nhìn thấy cành hoa sen bằng tánh Phật của ông. Nên Đức Phật có ấn chứng cho tỳ kheo Mahakajip bằng câu: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, là pháp môn màu nhiệm, không thể viết bằng chữ được. Nay Như Lai trao truyền cho ông Mahakajip làm tổ thiền thanh đời thứ nhất. Ông có nhiệm vụ truyền cho hậu thế. Sau này ông truyền lại cho ông A Nan làm tổ thiền thanh tịnh đời thứ hai. Ông A Nan phải đổi danh là Thiền Tông. Sau đó trao truyền lại cho ông Thương Na Hòa Tu, đừng để pháp môn này đoạn dứt. Để đến đời Mạc Thượng Pháp, Long Nữ ở đất Rồng, của nước Rồng, cũng gọi là nước Vô Cấu, ở phương Nam, Đông Nam Á, cho công bố ra. Từ đây pháp môn Thiền Tông mới lan tỏa đi khắp năm châu được. Câu hỏi thứ 32. Thưa bác, kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy gì? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời: Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật khẳng định rằng người tu theo đạo Phật rồi đây cũng sẽ thành Phật. Đức Phật dạy: Như Lai thành Phật, các ông bà rồi đây cũng sẽ thành Phật như Như Lai. Các vị tổ Thiền Tông có dạy: Phật thành được, chúng con cũng thành được. Phật với chúng con cũng đồng một bổn lai, chỉ có khác nhau Phật thì tỉnh, nhưng chúng con lại sai. Phật thì về Phật giới, chúng con mãi đi hoài. Câu hỏi thứ 33.
Còn kinh Duy Ma Cật ngụ ý như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Kinh Duy Ma Cật là quyển kinh xác nhận rằng người tu tại gia dễ giải thoát hơn người tu tại chùa. Câu hỏi thứ 34. Thưa bác, người Phật tử tu theo đạo Phật giữ năm giới cấm, còn các thầy là tỳ kheo tăng phải giữ đến 250 giới, nhưng tại sao lại có quá nhiều thầy tu chửi người ta quá chừng? Cớ sao vậy, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Phần này cháu phải hỏi quý thầy, cớ sao cháu hỏi bác? Câu hỏi thứ 35. Thưa bác, đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, con nít 6 tuổi cũng biết, cớ sao có nhiều vị thầy tu đến già rồi mà không biết giác ngộ giải thoát là gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Phần này cháu phải hỏi các thầy tu, bác làm sao biết được? Câu hỏi thứ 36. Thưa bác, như tụi cháu muốn tu theo đạo Phật mà tu không sai thì phải như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Vì đạo Phật có đến 6 pháp môn tu, nên khi các cháu muốn tu theo pháp môn nào thì phải mua quyển giáo lý của pháp môn đó, học cho thật hiểu thì tu mới không sai được. Câu hỏi thứ 37. Thưa bác, có người nào ở thế gian mà không bị nhân quả không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Tất cả các loài ở trái đất này, loài nào cũng sống trong nhân quả cả. Câu hỏi thứ 38. Thưa bác, người tu theo đạo có bị nhân quả không, thưa bác? Và những nhân quả đó là như thế nào? Xin bác có thể giải thích rõ hoặc thêm ví dụ để cháu và mọi người được hiểu ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời. Người tu theo đạo bị nhân quả nhiều hơn người không tu rất nhiều. Vì sao? Vì người tu đúng theo quyển giáo lý của đạo thì bị nhân quả đúng của đạo. Còn người tu sai quyển giáo lý của đạo thì bị nhân quả khi tu sai. Câu hỏi thứ 39. Thưa bác, tại sao người tu mà bị nhân quả nặng hơn người không tu, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đây là quy luật nhân quả ở trái đất này. Giống như ở thế gian, người không làm việc cho nhà nước gọi là dân thường, có phạm pháp thì luật pháp trừng trị bình thường. Còn người làm việc cho nhà nước gọi là công chức, có phạm pháp thì luật pháp trừng trị nhiều hơn người bình thường là vậy. Vì vậy, Đức Phật có khuyên người tu hai câu. Câu 1, người không tu thì thôi, cứ sống bình thường trong gia đình. Có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc. Câu 2, người muốn tu theo bất cứ đạo nào thì phải tìm hiểu bằng trí tuệ sáng suốt. Câu hỏi thứ 40. Thưa bác, người sống ở trái đất này làm sao không bị nhân quả, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả luân hồi, thì người sống ở trái đất này không cách nào mà không bị nhân quả được. Muốn sống mà không bị nhân quả, chỉ duy nhất là phải thoát ra ngoài sức hút vật chất của trái đất và tam giới này thì mới không bị nhân quả. Làm sao thoát đây? Duy nhất là phải tìm cho được quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam, học và thực hành cho thật đúng thì mới thoát ra ngoài nhân quả luân hồi của trái đất này được. Nhưng Đức Phật có dạy về người xem và thực hành theo quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam hai phần như sau. Phần 1, quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam giúp con người thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất và tam giới. Nếu người đọc quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam này mà thực hành đúng 100%,
thì sẽ thoát ra ngoài sức hút vật chất thế giới nhân quả luân hồi của trái đất này. Phần 2. Còn nếu đọc quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam mà chỉ làm sai một phần nhỏ thôi, như đọc quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam mà phản lại quyển sách giáo lý này, thì sẽ bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn sống, làm kiếp vi trùng, không trở lại làm người được. Chị đừng có mong thoát ra ngoài dòng nhân quả luân hồi của trái đất vật chất này. Đọc quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam mà chê quyển sách giáo lý này thì sẽ bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn, làm kiếp vi trùng, không trở lại làm người được. Chị đừng có mong thoát ra ngoài dòng nhân quả luân hồi của trái đất vật chất này. Đọc quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam mà chửi quyển sách giáo lý này thì sẽ bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn, làm kiếp vi trùng, không trở lại làm người được. Thì đừng có mong thoát ra ngoài dòng nhân quả luân hồi của trái đất vật chất này. Đọc quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam mà cướp quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam này thì sẽ bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn sống, làm kiếp vi trùng, không trở lại làm người được. Thì đừng có mong thoát ra ngoài dòng nhân quả luân hồi của trái đất vật chất này. Đọc quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam mà triệt tiêu quyển sách giáo lý này thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn sống, làm kiếp vi trùng, không trở lại làm người được. Thì đừng có mong thoát ra ngoài dòng nhân quả luân hồi của trái đất vật chất này. Nói tóm lại, người mà muốn thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất và tam giới này, muốn học pháp môn này thì phải thực hành đúng 100% thì mới mong thoát ra ngoài sức hút vật chất thế giới nhân quả luân hồi của trái đất này. Chỉ cần vi phạm một phần nhỏ thôi thì cũng bị siêu nhân quả, thì đừng có mong thoát ra ngoài nhân quả luân hồi của trái đất này được. Câu hỏi thứ 41. Thưa bác, người mà có nhiều tiền tu theo pháp môn giải thoát này có dễ không? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời: người mà có nhiều tiền tu theo pháp môn giải thoát này có hai chiều. Chiều 1, cực kỳ dễ nếu thực hành cho thật đúng theo quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam thì trở về Phật giới dễ hơn ăn cơm. Chiều 2, cực kỳ khó nếu thực hành sai theo quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam thì xuống quả ngục, giống như đi máy bay đang bay ở độ cao 12 cây số mà rơi xuống đất vậy. Câu hỏi thứ 42. Xin bác giải thích chữ ma dương nghĩa là sao, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: ma vương là vua ma. Câu hỏi thứ 43. Thưa bác, cháu muốn tu giác ngộ giải thoát phải tu theo đạo nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời: cháu muốn tu giác ngộ và giải thoát thì phải tu theo đạo giải thoát. Câu hỏi thứ 44. Thưa bác, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam ở đâu dạy? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời: bác không biết, cháu lên mạng tìm kiếm. Câu hỏi thứ 45. Thưa bác Nguyễn Nhân, người tin sao gọi là người mê tín? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời: người tin và làm sai sự thật gọi là người mê tín. Câu hỏi thứ 46. Thưa bác, người tin sao gọi là chánh tín? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời: người tin đúng sự thật 100% gọi là người chánh tín. Câu hỏi thứ 47. Cháu muốn tìm hiểu sự thật ở trái đất này, cháu phải đọc sách nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: cháu muốn tìm hiểu sự thật ở trái đất này
Cháu chỉ cần tìm đọc quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam thì cháu sẽ biết được sự thật 100% những gì có mặt trên trái đất này, dù hữu hình hay vô hình. Câu hỏi thứ 48. Đạo khoa học là đạo gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đạo khoa học là đạo dạy gì cũng bằng khoa học, thực tế, không mù mờ, chứng minh rõ ràng, gọi là đạo khoa học. Câu hỏi thứ 49. Đạo hiển linh là sao, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đạo hiển linh là đạo có hiện tượng lạ, gọi là đạo hiển linh. Câu hỏi thứ 50. Người tu theo đạo hiển linh để được gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Người tu theo đạo hiển linh là để được thành người hiển linh. Câu hỏi thứ 51. Cháu nghe nói trái đất này là nơi ngũ thú tập cư, vậy bác kể cho cháu nghe được không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Ngũ thú tạp cư gồm có: một, loài thần, trong đó có loài thánh và loài tiên. Hai, loài người, trong đó có bốn màu da: đen, vàng, đỏ, trắng. Ba, loài ngạ quỷ, có 10 loại, gọi là thập loại cô hồn. Bốn, loài súc sinh, có vô số loài. Năm, loài địa ngục, có 18 loài ở 18 tầng địa ngục. Câu hỏi thứ 52. Thưa bác, nhân quả gia đình là sao, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Nhân quả gia đình là làm ông, bà, cha, mẹ, con cháu với nhau, đòi nợ hay trả nợ cho nhau, gọi là nhân quả gia đình. Câu hỏi thứ 53. Thưa bác, người tu lên nước Cực Lạc có bị nhân quả không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Người tu lên nước Cực Lạc để hưởng nghiệp phước đức vương, hết phước trở lại trái đất nên vẫn còn bị nhân quả. Câu hỏi thứ 54. Thưa bác, một đạo mà tổ chức đúng thì phải có mấy phần, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Một đạo mà tổ chức đúng thì phải có ít nhất 12 phần như sau. 1. Phải có quyển giáo lý. 2. Phải có quyển giáo kinh. 3. Phải có quyển giáo lễ. 4. Phải có quyển giáo luật. 5. Phải có quyển giáo điều. 6. Phải có tôn chỉ. 7. Phải có cương lĩnh. 8. Phải có nội quy. 9. Phải có phẩm cấp hay phẩm vị. 10. Phải có đạo phục. 11. Phải có giấy chứng nhận. 12. Phải có phong cách thờ, vân vân, thì mới đúng là một đạo. Còn thiếu thì không phải là đạo. Câu hỏi thứ 55. Thưa bác, đạo mà không tổ chức đúng mà cho các người khác vào tu thì có bị nhân quả gì không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đạo mà không tổ chức đúng là đạo đó làm sai, còn nhân quả hay không là do mình. Câu hỏi thứ 56. Thưa bác, tôn giáo là gì? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Tôn giáo là đạo thờ và tu theo giáo lý của một trong bốn vị như sau. Một, thờ Ngọc Hoàng và tu theo giáo lý của Ngọc Hoàng dạy. Hai, thờ Thượng Đế và tu theo giáo lý của Thượng Đế dạy. Ba, thờ Đấng Chí Tôn và tu theo quyển giáo lý của Đấng Chí Tôn dạy. Bốn, thờ Đấng Bề Trên và tu theo giáo lý của Đấng Bề Trên dạy. Câu hỏi thứ 57. Thưa bác, đạo cúng là của ai? Có phải là của đạo Phật không? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đạo cúng là của đạo lão, của người Trung Quốc xưa lập ra, không phải là đạo Phật. Đạo Phật chỉ có 6 pháp môn tu, gồm: 1. Đạo Phật Tiểu Thừa.
2. Đạo Phật Trung Thừa. 3. Đạo Phật Đại Thừa. 4. Đạo Phật Tịnh Độ Tông. 5. Đạo Phật Mật Chú Tông. 6. Đạo Phật Thiền Tông. Câu hỏi thứ 58. Thưa bác, xin bác cho cháu lời khuyên, cháu nên tu theo đạo nào ở trái đất này, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Phần này bác không cho lời khuyên được, mà bác chỉ phân tích cho cháu hiểu về các đạo ở trái đất này. Tùy cháu hiểu và lựa chọn. Đạo là đường đi, đi theo hướng dẫn của quyển giáo lý vị giáo chủ dạy. Như đạo A dạy người tu đi đến quả vị là thánh hiển linh để có danh. Đạo B dạy người tu đi đến quả vị thánh A-la-hán để có thần thông. Đạo C dạy người tu đi đến quả vị là giác ngộ và giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi, vân vân. Bác chỉ trình bày cho cháu biết vậy thôi, chứ bác không dám có lời khuyên cho cháu. Câu hỏi thứ 59. Thưa bác, cháu không cần tu mà sống với gia đình hoài như vậy có được không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đây là tự do của mỗi người, tùy ý cháu. Nếu tu thì phải tu cho thật đúng quyển giáo lý của đạo mà mình tu, còn không tu thì thôi. Câu hỏi thứ 60. Thưa bác, nhân quả của người tu theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Nhân quả của người tu theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật như sau. 1. Đã vào tu theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật mà chửi pháp môn này thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn của trái đất sống bằng tuổi thọ của 10 trái đất. 2. Đã vào tu theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật mà phá pháp môn này thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn của trái đất sống bằng tuổi thọ của 20 trái đất. 3. Đã vào tu theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật mà cướp pháp môn này thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn của trái đất sống bằng tuổi thọ của 30 trái đất. 4. Đã vào tu theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật mà triệt tiêu pháp môn này thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn của trái đất sống bằng tuổi thọ của 50 trái đất. 5. Đã vào tu theo pháp môn thứ 6 của đạo Phật mà làm các chuyện nặng nề hơn các phần nêu trên thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn của trái đất sống bằng tuổi thọ của 100 trái đất. Sau khi hết nhân quả, phải mang thân con vi trùng vĩnh viễn. Cháu liệu nếu tu theo đạo Phật Thiền Tông được thì tu, còn không cứ ở nhà lo làm ăn, lo cho gia đình, lo cho tổ quốc là tốt nhất. Không bị nhân quả nặng, chỉ có nhân quả ở gia đình mà thôi. Câu hỏi thứ 61. Thưa bác, các thiền sư thường hay nói câu bất tùng tha đắc là gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Câu bất tùng tha đắc có ý nghĩa như sau. Bất là không, tùng là theo, tha là trợ giúp, đắc là được. Câu này cốt tủy của Đức Phật dạy người tu Thiền Tông phải hiểu như sau. Người tu Thiền Tông không cần ai trợ giúp chứng đắc gì cả, mà tự mình tạo công đức và học thông con đường trở về Phật giới là đủ. Người tu Thiền Tông mà nhờ người khác trợ giúp cho mình chứng này chứng kia là tà giúp mình đó. Vì vậy trong Kinh Kim Cang Như Lai có dạy, môn đồ nào tu theo Thiền Tông mà nhờ người trợ giúp chứng đắc thì người trợ giúp mình là tà đó. Nguyên văn Đức Phật dạy như sau. Người tu mà thấy mình có chứng có đắc thì kẻ đó được quần tà giúp, tức bày tà giúp. Câu hỏi thứ 62. Thưa bác, ở bên Mỹ hiện nay có nhiều thầy, họ bảo quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông là bịa đặt. Đức Phật không có quyền ký gì cả, mà Đức Phật dạy con người ngồi thiền, chứng quả Phật mà thôi. Vậy bác Nguyễn Nhân trả lời cho họ như thế nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời.
Người tu mà không đọc được quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông, thì những người này học từng phần của Đạo Phật. Họ học được phần nào thì họ nói phần đó. Chứ nếu họ học được quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông thì họ không nói vậy. Giống như ở thế gian này, người nào học được toàn phần chữ viết thì họ mới biết toàn diện chữ viết mà thôi. Còn những người chỉ học được một phần nào của chữ viết thì họ nói theo ý họ. Bệnh của con người là sử dụng kiến chấp của mình để chê bai người khác. Đây là bệnh của con người đó. Thiền Tông Đức Phật cho công bố ra là đạo khoa học toàn diện. Câu hỏi thứ 63. Hiện trên mạng có nhiều thầy nói danh từ Long Nữ, không có. Đây là bịa đặt của bác. Bác trả lời ra sao, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Danh từ Long Nữ này, Đức Phật có nói trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng câu Long Nữ dạy thành Phật. Bác đọc trong các sách viết về Thiền Tông, Đức Phật nói về pháp môn này có đoạn như sau. Khi vua Lạc Long Quân và mẹ Lão Cơ tiếp quản nước Xích Quỷ của ngài Kinh Dương Vương, đổi danh là nước Văn Lang, có tuyên bố với các nước lân bang rằng: nước Văn Lang tôi là rồng trên trời xuống trần gian này, lập ra nước Văn Lang, tức nước có văn học. Còn hoàng hậu tôi là tiên trên trời cũng xuống trần gian này, đồng cai quản nước Văn Lang này. Vì vậy, con của chúng tôi là con rồng, con tiên. Người nam gọi là Long Nam, người nữ gọi là Long Nữ. Câu chuyện này được lưu truyền suốt 18 đời vua Hùng Vương. Đến đời vua Hùng Vương thứ 17 là vua Hùng Ngụy Vương, có sanh ra được người con, đặt tên là Hùng Thúy Loan. Vua và hoàng hậu gọi công chúa Hùng Thúy Loan là Long Nữ. Khi thái tử Tất Đạt Đa của nước Ca Tỳ La Vệ được vua cha là Tịnh Phạn cử sang phương Đông để dự lễ vua Hùng Ngụy Vương lên ngôi, có tặng cho công chúa Hùng Thúy Loan viên ngọc Minh Châu cùng một số sách và gọi công chúa Hùng Thúy Loan là Long Nữ. Tôi không hiểu như thế nào mà mẹ tôi lại xưng mẹ là Long Nữ. Có trao cho tôi các quyển sách, trong đó có quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, bảo tôi xem theo quyển giáo lý này trình bày ra pháp môn thứ 6 của Đức Phật dạy. Bác là con phải nghe lời mẹ dạy. Câu hỏi thứ 64. Tại sao ở thế giới phải có nhiều đạo, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Ở thế giới phải có nhiều đạo là để đáp ứng cho cái tưởng của tánh con người. Ví dụ, người tưởng thích hiển linh thì người ta phải lập ra đạo hiển linh để cho người thích tưởng hiển linh vào tu. Người tưởng thích thần thông thì người ta phải lập ra đạo thần để cho người thích tưởng thần thông vào tu. Người tưởng thích làm tiên thì người ta phải lập ra đạo tiên để cho người thích tưởng làm tiên vào tu. Người tưởng thích giải thoát thì người ta phải lập ra đạo giải thoát để cho người thích tưởng giải thoát vào tu. Câu hỏi thứ 65. Tại sao ở thế giới này phải có 3 thời kỳ lập đạo, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Ở thế giới này phải có 3 thời kỳ lập đạo là có nguyên do như sau. Thời kỳ thứ nhất, lập đạo là để dạy con người sống đúng tư cách của con người. Thời kỳ thứ hai, lập đạo là để dạy con người hiểu sự thật ở trái đất này. Thời kỳ thứ ba, lập đạo không còn dạy con người tu nữa, mà đạo để nói chuyện hiển linh. Trên đây là phần trả lời của thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân về những câu hỏi của ông Nguyễn Hoàng Chương và những vị đang cư ngụ ở Mỹ về đạo khoa học vật lý Thiền Tông. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Chương cùng các vị đang cư ngụ ở Mỹ
đã gửi các câu hỏi về chùa. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.